cho nó chạy xe đi đi cái đầu. Có đem bọc theo có ấy hay sao cua? Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 24 Tết. Thì hôm nay Linh đang có mặt tại xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thì hôm nay Linh đại diện cho mạnh thường quân khán giả của kênh Thôn Nữ Cà Mau có gửi tặng 72 xuất quà cho bà con gặp khó khăn trong cái dịp Tết này. Thì hôm nay thì Linh kết hợp với hội chữ thập đỏ của xã Trần Thới. Chú đọc danh sách cho bà con lên nhận quà đi chú. Dạ. Rồi, mời Quỳnh Thị Ngàn, Nguyễn Thị Sáu, ấp Long Trung nha. Dạ, dạ, con xin mời những người có tên lên nhận quà. Nãy giờ chúng đó. Bà khi nổi không bà? Để Linh ra đó kia xe ôm chở gì à? Con còn đứng đó cho tao. Dạ, khi nổi không bà? Nổi. Dạ rồi, cảm ơn bà. Chúc bà năm mới vui vẻ. Dạ, gửi cô. Trần Thị Thu Ba. Dạ, mời cô Trần Thị Thu Ba ạ. Dạ con gửi cô, chúc cô năm mới vui vẻ. Chúc lại năm mới vui vẻ. Dạ cảm ơn cô. Ấp Cái Chim, mời Nguyễn Thị Đồng. Có không? Dạ mời cô Nguyễn Thị Đồng. Dạ gửi cô phần quà. Khi nổi không cô? Không. Dạ ai giúp cô khiêng ra ngoài đi. Dạ chế giúp cô ha. Dạ rồi. Rồi cảm ơn bà, chúc bà năm mới vui vẻ. Rồi ấp Cái Chim tiếp tục là Bùi Thị Út. Dạ con mời bà. Cảm ơn nha. Dạ chúc bà năm mới vui vẻ. Rồi mời Phan Thị Khước. Đi xe nào rồi tử? Đi xe con có rẻ. Dạ do anh kinh ra xe giùm bà ha. Dạ rồi em cảm ơn anh. Dạ chúc bà năm mới vui vẻ. Rồi mời cô Tô Thị Thiểu. Dạ rồi chú lãnh giùm cô đúng không chú? Dạ rồi con cảm ơn chú. Cảm ơn nha. Dạ. Tăng Hưng, mời Thái Thị Cá, chưa có thì Tô Thị, Tô Lý Tưởng. Dạ con gửi bà, chúc bà năm mới vui vẻ. Dạ rồi cảm ơn bà. Quỳnh Thị Nhàn, Quỳnh Thu Sáu. Dạ rồi con gửi bà, chúc bà năm mới vui vẻ. Khiên nổi không bà? Dạ dạ rồi chế này khiên giúp bà nha. Cảm ơn bà. Dạ rồi cảm ơn bà. Dạ dạ rồi cảm ơn chú. Dạ ai tới sao thì lãnh sao, cứ kêu người kế tiếp đi. Dạ xin mời Trần Thị Bời.
Dạ rồi, chế này phụ bà khiên dạo ra nha. Rồi, mời Mã Hiếu. Dạ. Chào chị ba, con Hồng chưa ra tới. Chút xíu nữa. Nguyễn Văn Linh. Đây. Rồi. Bà đợi xíu coi, chế kia vô kinh ra phụ bà. À, kinh chắc không nổi đâu, nặng lắm à. Rồi. Dạ phụ bà giúp em. Chúc bà năm mới vui vẻ nha. Mang ơn cháu nhiều nha. Dạ rồi con cảm ơn bà. Dạ. Ủa mà cháu cho vậy là mang ơn giữ trời. Dạ cảm ơn bà. Rồi năm mới vui vẻ. Dạ rồi anh lấy phần quà này luôn đi. Rồi cảm ơn anh, năm mới vui vẻ. Dạ cái này lãnh giùm chú phải không cô? Dạ rồi. Cảm ơn con nha. Dạ rồi cảm ơn chị. Mấy quà. Mời Quỳnh Thị Hoa. Quỳnh Thị Hoa. Có không? Chưa cháu. Dạ, chú có đại diện ấp đi nhận giùm đem về cho không chú? Có. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ rồi, em gửi chị. Rồi, cảm ơn chị. Quỳnh Văn Phúc. Dạ, con gửi chú. Chúc chú năm mới vui vẻ. Dương Thị Ba. Dạ con gửi bà phần quà. Dạ chúc bà năm mới vui vẻ. Dạ cảm Tôn ơn bà. Nói không bà? Tôn Thị Lê đâu? Ai nhận cho Lê? Tôn Thị Lê có bà đâu? Dương Văn Chuyện. Dạ con gửi chú. Chúc chú năm mới vui vẻ. Dạ, má Hiếu chỗ mà mặt dạ cái này là gửi cho cô Trần Thị Tố chú lãnh giùm không? Dạ rồi cảm ơn chú. Chút xíu nữa nhận về con cấp luôn. Thì đó giờ chút xíu nữa Mã Hiếu mà mặt trận nhận giùm con à. Dạ này anh nhận giùm mấy suất anh? Dạ. Lấy bọc làm gì? Dạ cái bọc nó gắt. Miễn quà còn 2 suất. Dạ nếu mà đại diện ấp nhận giùm thì lên dạ. Nhận giùm con luôn đi. Mày nó chưa có hả? Bên này chưa nè. Rồi ai đại diện ấp lên nhận cho nhận luôn đi chú. Dạ. Chú nhận mấy suất chú? 4 suất. Dạ rồi 4 suất. Vậy rồi giờ mình khiêng ra luôn đi. Đại diện chỗ mà trưởng ấp Mỹ Hòa. Với chỗ ấy rồi. 4 suất đây, 2 suất rồi đó. Sắp tiếp kìa xe. Tại vì có một số cô chú là già bệnh tật không đến được nên là đại diện trưởng ấp sẽ đi nhận rồi xong rồi mang tới nhà trao cho mấy bà luôn bà cô chú các bạn. Hồi nãy là 2 suất rồi phải không? Dạ còn thêm 2 suất nữa là được 4 suất. Đây nè. Cho. Dạ còn bà con nào tới nhận quà không mà mình lên nhận luôn. Đọc tên cái người mà mình đi nhận thai hay nhận giùm á. Sao con thấy có mấy chú ngồi dưới kìa. Chú tấm mình cho hai vị người sang qua. Khá gọi mà. Rồi con mời cô lên nhận giùm cô Khá. Dạ rồi. Rồi. Dạ gửi cho cô giúp con. Cảm ơn cô. Dạ rồi cảm ơn cô. Rồi đại diện ấp Mỹ Hưng nhận đi. Dạ mình đại diện ấp 2 suất hả chú? 5 suất rồi. 1 2. Dạ cái này chú đi bằng gì tới chú chở hay được không? 3 4. Có lực lượng. Dạ rồi 5 suất. Rồi lấy gạo trước đi. Lấy gạo trước đi rồi quà. Chú gạch tên giùm con nha chú. Rồi Mỹ Hưng rồi. Dạ cô mình lãnh ai cô? À cô sách phụ hả? Dạ rồi. Này 3 phần rồi nè anh. 4 phần. Dạ rồi. Là ấp Mỹ Hưng xong luôn 5 phần. Dạ đủ rồi đó cô. Rồi còn ấp nào nữa chú?
Cho Mỹ Đông chứ, đùm cùng Mỹ Đông nó về đi giao nhà tình nghĩa nữa. Mỹ Đông 7 xuất. Dạ Mỹ Đông 7 xuất. Giờ con mời chú tới nhận giùm bà con ấp Mỹ Đông. Rồi, Tướng Anh ơi. Tướng Anh ơi. Tướng Anh ơi vô nhận quà nè. Dạ chú đọc tên 7 người mà nhận giùm ấp Mỹ Đông luôn đi chú. Nguyễn Thị Quý, Bùi Thị Phấn. Rồi đủ 5 xuất. Thị Anh. 7 xuất. Trương Thị Nơi. Dạ. Nguyễn Thị Lắm. Hồ Thị Lan. Dạ đó. Thị Trang. Dạ rồi, đó là nhận giùm 7 người có trong danh sách ông bà cô chú các bạn. Rồi. Xanh vậy hả? Con giữ cái này nữa nha. Thanh thanh mạnh mà. Một. Quà nào, quà gạo xong rồi 7 xuất rồi, tới 7 xuất quà. 2. 3. 4 người. 4. Rồi. Rồi, đủ 7 xuất của ấp Mỹ Đông. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ. Rồi thay mặt bà con cũng cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi, mời Đồng Cung đi. Rồi, đại diện ấp Đồng Cung. Đồng Cung mấy xuất chú, đọc tên giùm con luôn. 12 xuất, Đồng Cung 12 xuất. Rồi, ai vô nhận diện gạo ra đi. Vô Quách Ngọc Hà, Nguyễn Thị Tiết, Trần Thị Tư, Trần Thị Hoa, Nguyễn Thị Lệ, Quỳnh Thị Úc, Nguyễn Thị Nghi, Nguyễn Thị Nghiêu, Nguyễn Thị Bé, Lê Thị Công, Tô Thị Hen. Dạ đó là 12 cô chú có tên trong danh sách ở ấp Đồng Cùng thì cũng là đại diện ở ấp đi nhận luôn bà cô chú, rồi tới quần nhà phát cho ông bà cô chú luôn. Còn. 12 xuất, dạ rồi chú. 18 hả? Dạ mới có 6 rồi chú, 12 xuất lần. À. 8, 9. 10. Có. Nhi ngàn nói chuyện con nhi. Dạ, 12 xuất của Đồng Cùng. Dạ, rồi ở đây mới có 2 xuất quà còn 10 xuất nữa. Mình để cái này đi sao chở hết. Dạ rồi, để đây cho chú lại chú vận chuyển ra đi. Dạ. Để cho miếng cái này đi chơi. 4 5. Nãy có bọc có chế cứ dồn vô bọc mới, nãy có bọc sơ cua. Dạ, vậy là đủ quà gạo rồi phải không chú? Ờ, đủ gạo rồi đó. Dạ, mới 2 xuất quà này là 4 xuất quà nè. Cái này là còn ở ấp nào nữa chú? Mỹ Tân. Dạ, Mỹ Tân. Bà con tới nhận hay là lãnh giùm? Cô có tới lãnh không cô? Có nhà dạ, Di nha. Nhà Di lên lãnh luôn đi cô. Còn luôn đi. Dạ, coi. Tên gì cô lãnh giùm ai ạ? Trần Thị Ba. Trần Thị Ba chú. Trần Thị Ba. Dạ. Rồi con gửi. Dạ, mang về giúp cô giùm con nha. Dạ, cảm ơn chị. Cái này là cho ông Mã Hiếu nè. Dạ. Ấp nào chú? Dạ, nhà Di luôn. Dạ rồi. Dạ. Còn Trần Thị Ban nhận luôn đi. Dạ rồi, cảm ơn chú. Con nhận giùm đi, hồi ổng ra con đưa luôn. Để mày. Dạ rồi, là cô lãnh giùm chú Tám Ban luôn. Dạ. Ủa sao ở đây còn quà mà hết gạo, gạo còn trong phải không chứ? Dạ. Đây còn 1 2 3 4 5. Còn 6 xuất nữa không bà cô chú các bạn. Nè, khách chết hả? 6 xuất là ấp nào chú? Rồi. 6 xuất là Mỹ Tân là 4 xuất. Dạ, Mỹ Tân 4 xuất.
Dạ, gọi này là cô đại diện rồi. Mấy, mấy cô lớn tuổi không à, đi hơi khó khăn quá. Dạ, mình giúp đưa tới nhà. Đưa tới nhà luôn. Dạ, rồi, 5 suất. Cô có xe chở không cô? Có. Anh thích vô nhà của dạ. Trang là cháu, anh thích hả? 2 3 4 Dạ, 5 Rồi, cảm ơn cô. Rồi, còn một cụ tới nhận là cho ai? À, qua trưởng ấp đem tới mà cũng tới nhận nữa. Thôi. Rồi, con cảm ơn. Dạ, ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là Linh đại diện Mạnh Thường Quân của kênh Thông Nữ Cà Mau cùng kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ của xã Trần Thới thì có phát 72 phần quà, thì phát được 70 phần này, là còn 2 phần này là bà con chưa tới nhận. Tại vì hôm nay là phát cho những cái cô chú già lớn tuổi gặp khó khăn á, thì nhiều khi lớn tuổi không có đi lãnh giùm được, nên là con cháu tới lãnh nè, hoặc là ở ấp người ta đại diện tới ta lãnh giùm. Thì còn 2 phần này nữa là xíu bà con tới lãnh. Thì hôm nay là một cái phần quà thì Linh đại diện quý Mạnh Thường Quân gửi cho bà con, là bao gồm là 10 ký gạo, một chai dầu ăn giá 32.000, một chai nước mắm giá là 20.000, một chai nước tương là giá là 8.000, một ký đường 22.000, và cái một cái lon sữa là giá là 19.000, một bịch búi iốt 5.000. Thì cái phần quà hôm nay là trị giá là 263.000, nhân cho 72 phần là 18.936.000. Thì cái mấy cái phần này là lần trước Linh tính rồi, tại vì cái này là Linh mua hồi tháng 12 lần. Tại vì Linh sợ là Tết á, tới đặt quà khó khăn. Thật sự Tết đặt rất là khó khăn, tại vì người ta không có chuyện tiễn tới, nên là Linh cũng phải tự chuyển tới luôn á, bà cô chú các bạn. Thì một lần nữa thì Linh cũng đại diện cho bà con khó khăn ở đây gửi lời cảm ơn tới ông bà cô chú Mạnh Thường Quân đã đóng góp vào quỹ Thông Nữ Cà Mau để có thể gửi những cái phần quà cho bà con khó khăn ở trong cái xã Trần Thới này. Thì bây giờ là còn 2 phần này xíu là bà con tới nhận, thì Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn kèm nhỏ vào những cái video tiếp theo.